lướt sàn FVC, mua bán sinh vật cảnh trong tầm tay. Sàn FVC, mua dễ dàng, bán nhanh gọn. Ở vườn này nhiều cây to nhỉ chị nhỉ? Ui dồi. Gấu thế. Chủ luôn, tên chủ luôn. Ui giời ơi. Tiên kiếm chủ cờ Hưng Yên. Đây là tiên Minh Tiến chủ cờ Hưng Yên. Minh Tiến, Minh Tiến. Quá là to luôn. Đây là ui. Bên này phôi gấu. To đùng nhỉ. Ui giời ơi. To quá nhiều. Xin chào cả nhà, hôm nay về Phù Cừ xem bàn giao chính thức phôi xanh rất là quý của Quốc Anh cho chị Dung ấm. Nhân tiện đi thăm một số vườn, một số anh em. Bây giờ thì mọi người đang qua vườn của bạn tên là chủ xã Minh Tiến, Phù Cừ, Hưng Yên. Khá là nhiều cây. Không gian đẹp đấy. Đây là mấy cây dưới. Ngắm gì mà kỹ thế? Hả? Thế nó hay hay. Nhiều cây quá. Hai thích cây nào? Nét chờ đây vẫn là những cái cây nó cổ cổ. Đang ủ. Dạ em mới phút rồi. Anh Sáu anh phút nha. Mở mở con chứ. Thôi. Phủ dưa dừa trong. Thôi chị. Cũng mới anh gì. Tại vì em phủ nó hơi muộn nên em phải phủ dưa dừa. Đúng rồi. Mới xuống anh ạ, chị ạ. Thank you.
Cái năm thân phong trào Phụ Cừ sau khi có một cái tác phẩm rất là quý về thì hiện tại là cái phong trào phát triển tốt hơn. Đó là những cái cây nó có cái nét cổ. Nhiều cây quá. Già đấy. Lâu rồi anh ạ. Ngày xưa gọi ta kiểu là cây này em nghe nói là ở cái ang nó vỡ ra. Thế xong là họ để dưới sân gạch ấy. Hay là anh vỗ tí nữa, tí nữa. Nếu anh Sáu có ý tưởng mà để bỏ một trong những cái rễ này thì ghép cho cái mầm vào đây, những cái rễ này nuôi cây nên sướng đẹp giả dạ. Đấy nó quá nhiều năm tháng. Vâng. À thằng Dự Vĩnh Phúc nó bảo lên xin lý cái bây giờ kịp không kịp thoải mái thế à kiểu là tôi luyện lái xe cho bạn mà lái xe mới mới lái xe mới tôi lái xe mới hả? Cái khế đẹp. Dạ. Còn nếu không thì cứ đi đánh sang lên triển lãm Đông Anh để đấy. Sao đi cùng với chị? Rồi quan trọng là chạy từ đây về triển lãm Đông Anh cái đã rồi tính tiếp. Đi được là phải đưa tâm. Dần dần được quen. Riêng vé đường bộ thì thoải mái rồi, cũng còn tiền. Vườn bạn chu rất nhiều cây. Mà độc đáo quá. Ok, tạm biệt cả nhà.